Người à, cũng giống như là mỗi thường lệ, mỗi tuần vào tối chủ nhật hàng tuần 9 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ thì mấy chị em chúng em là vô đây để làm đẹp, làm đẹp với chiếc máy Lumi Spa và cái chiếc Facial Spa. Cho nên là Tina cũng các anh chị em ở đây cũng mời các bạn cùng làm đẹp với lại chúng em. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Yes, chị. Hello, mời anh chị em, mời chị anh cũng được, mà chị cũng được. Nam nữ đều bình hòa nha, vô đây làm đẹp. Bởi vì tại sao? Làm cho nâng cái da mặt của mình, cho da mặt mình nó được chảy xệ nè, đường bươm nó không còn. Ok, và những cái nám hay là những cái vết sẹo hay những gì đó từ từ nó sẽ đi, nó sẽ bay đi hết tất cả. Lúc đó mình có, mình vừa trẻ trẻ đẹp, mình có lòng tự tin hơn. Mời anh chị em vào đây nhé, trong đây là những người chị dễ thương không à. Ok, Hello, chào các chị. Thủy rất là vui hôm nay tới cái giờ hẹn, cũng mong lắm mong tới giờ này vô gặp mấy chị để cùng nhau làm đẹp lắm. Coi như là bữa nay mình cũng như rửa mặt bằng cái máy Lumi Spa này, với lại sau đó thì mình đi cái máy nâng cơ Galvanic Spa. Thì hàng tuần mình làm đều đặn giống như vậy để cho da mình nó được săn chắc với lại trẻ lâu. Thì mình chuẩn bị giờ làm đẹp á, làm đẹp cùng các chị. Hello, xin chào mọi người. Giống như mọi mọi tuần thì Trà My cũng rất là mong chờ cái ngày hôm nay là để vô làm đẹp với các chị em, tại vì làm một mình thì mình làm biếng đó. Thành ra chỉ chờ cái ngày này để mà gặp nhau, vừa làm đẹp vừa nói chuyện, để mà động viên nhau, để mà giữ được cái tuổi trẻ của mình. Tại vì cái bây giờ cái bạn bè mình gặp mình, ô lúc này trẻ qua ra kìa, nên mình khoái chí quá. Cho nên mình cứ mong được làm đẹp thôi, rồi mong các bạn cũng vô làm đẹp chung với tụi mình nha. Ok, Tôi cùng làm đẹp. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Với chiếc Lumi Spa. hello, Dạ, chào mấy chị đẹp. Mình cũng trong ngày cứ mỗi cuối tuần chủ nhật vào làm đẹp chung với mấy chị cho nó vui. Như chị Trâm em nói vậy đó, nghe người ta khen mình trẻ đẹp mình khoái quá đi, bây giờ mình không bỏ lại được. Yeah. Rồi Chị em phụ nữ mình mà nghe người ta khen trẻ đẹp là khoái rồi à. rồi mấy người Hello, chào mấy chị đẹp nha. Chào mấy anh chị trên mạng. Mỗi tuần chủ nhật đó là mình có cái buổi làm đẹp như như hai. Mình rất là yêu thích cái buổi làm đẹp này. Mấy chị trên mạng hay là anh ở trên mạng muốn vô làm chung cho vui thì cứ việc đăng ký vô làm chung với mình. Ai muốn trẻ, muốn giữ trẻ hoài không bị già thì cứ việc vô làm chung với tụi này. Cứ mỗi chủ Ai đi nhật là khỏi được bệnh chung mình chăm không sóc. bệnh đâu nha. Bạn nghe nó đăng ký sợ quá. Em cảm Đăng ơn ký mấy là chị đó. pin Dạ. nha. Mấy chị vô đây làm đúng như chị mấy chị nói vậy đó, làm nó vui. Mình làm mình vẫn biết là mình vẫn phải làm, nhưng mà khi vô đây á, thì nó làm rất là vui, làm như là mình mong chờ để vô đây gặp nhau vừa làm vừa tám đó mà. Nhưng mà chị thấy không, nếu mà đẹp một mình ấy, thì mình thấy mình ích kỷ đúng không, thì mình phải chia cái đẹp này cho mọi người đúng không, mình phải chia cái bí kíp cái bí quyết cho mọi người, là mình thấy rõ ràng đâu có gì đâu khó đâu. Mấy chị em mình cứ cầm cái máy đi tới đi luôn như vậy nè. Mấy chị biết không, hôm nay á, mình đi picnic á, nếu mà ai coi cái Facebook của mình thấy mình đi picnic với cả gia đình á, hôm nay trời rất là nóng nóng nhưng mà không phải là xấu đâu, mồ hôi nó nhễ nhại mà mình cứ tưởng tượng là bao nhiêu cái bụi, bao nhiêu cái dầu mỡ nó lên cái mặt của mình nói chứ wow. Mình chỉ ước mong á, là mình về nhà đó nè,
mình được sử dụng cái máy Lumi Spa này ra đây để mình lấy hết cái bụi bặm ở trong cái lỗ chân lông á. Tại vì thật ra đó là mình đi như vậy mình cũng có sử dụng cái chống nắng á. Mình không có thích mà những cái thứ đó nó bị tích tụ lâu trong cái da mặt của mình, cho nên cái máy Lumi Spa nè nó không phải chỉ là lấy cái make up ra từ cái mặt của mình mà nó còn lấy ra được những cái chất bám dơ, cái dầu mà sâu bên trong á. Nhiều khi mình rửa bằng cái tay thường, bằng cái loại cho dù nó có tốt hoặc ra mắc tiền đi cỡ nào đi, nhưng mà mình bảo đảm nó cũng sẽ không lấy được sâu vào cái lỗ chân lông của mình. Cho nên cái máy Lumi Spa mình chỉ mong về để mình rửa cái máy này mà thôi. Thì mấy chị thấy nói chuyện mau quá ha. Mới đây mà hai phút đã rồi. Qua coi như là đi tè xong hai phút xong. Nhìn cái nhiều chà rửa cái dưa không? Hello, em chào mấy chị. Hello Hạnh. Chị em Hạnh. Cái máy này lắm, em ghiền vô cùng chị. Không thể thiếu. Mấy chị lên nè, nó có khác gì hay không? Nói cho anh biết đi. Quá khác luôn. Em thấy chị càng ngày càng đẹp, mà hình như là chị đẹp nó kèm theo cái điệu hay sao đó chị Lan ơi. Sorry. Nhưng mà vừa đi nói chuyện đó, đi chợ thôi, cái đi chợ trong xã hội đi đâu đó. Tại sao phải đi coi chừng bệnh lì gì lây nhà, không muốn cho đi ra khỏi kiếm chuyện. Nhưng mà đi xong rồi cái gọi thấy lâu thôi, khoảng 2 tiếng thôi, gọi con hỏi chừng nào về, về tới chưa. có khác. Đúng rồi, nói nghe nha, hình như Lan ta bây giờ Lan nhìn sống mũi của Lan hình như là Lan không có cần đi sửa nữa đó. Lan định đi sửa tiếp cuộc đời không cần ấy, đỡ tốn tiền nha, tiết kiệm được nhiều tiền á. Mà mấy chị hình như là rửa mặt xong xuôi hết rồi, bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị qua máy Gavanis Spa, máy nâng cơ. Thì trước khi mình dùng cái máy Gavanis thì mình nên uống một ly nước để cho nó giống như là nó có chuẩn tiện, nó có hiệu quả hơn. Rồi sau đó bắt đầu mình làm cho cái mặt mình ẩm lên, mình để gen lên rồi mình bắt đầu mình đi. Em nghe lời chị Thủy nè, em uống liền luôn á, em uống liền luôn. Mình uống chai rồi chị Thủy hơn. Lần này mình uống chai rồi được không? Dạ được chị. Chị uống trước rồi là chị đã chuẩn bị trước rồi đúng không? Dạ. Chị Thủy ơi, nhưng mà sẵn đây thôi, chị có thể là chia sẻ cho mọi người là tại sao mình phải uống nước trước vậy chị? Thủy mới vừa nói đó, chắc chị Trinh không nghe, có nghĩa là mình chắc không nghe lo chạy lấy nước. Giống như là mình có cái bí quyết nhỏ nhỏ là uống nước cho nó, giống như nó dẫn điện vô cho nó làm cái da mình nó săn hơn vậy đó. Dạ, ok chị. Nghe rõ không? Nghe rõ lắm chị, rất là rõ luôn. Có nghĩa là mình nên uống nước trước thì mình sử dụng cái máy này nó sẽ có hiệu quả hơn đúng không? Mà nó dễ sử dụng hơn đúng không chị? Nó không làm mình bị rát da. Ok mọi người, đây là cái máy ha, cái máy nâng cơ. Ok. Hôm nay tập trung ở cái mắt nhìn chút nha. Để gen lên thì mình làm cho mặt mình nó ẩm chút xíu. Ở bên Mỹ thì có một loại thôi, còn ở bên Canada với các nước khác thì mình có gen trắng này nè. Gen trắng này nè để cho nó. Vậy là chị Thủy làm nguyên một ống vậy hả Thủy? Sao chị? Cái ống trắng đó là Thủy làm nguyên một ống luôn hả? Công ty thì khuyên mình mỗi lần làm một ống chị, còn vì thì mình nếu mình làm một nửa ống cũng được chị. Mình chạy cái máy. Yeah. Năm đây nó từ nó lợt đi. Chủ yếu phải lấy đủ ra cho nó đừng bị cho nó phải lấy đủ gen. Dạ.
Chị Thina ơi, em thấy chị Thina có nhiều bạn bè hoặc là khách hàng mà em thấy chị giới thiệu bằng cái máy facial spa đó chị. Uh-huh. Yeah. Nhưng mà thường thì cái khách hàng của chị, cái nhu cầu của họ là gì? Và cái khi mà chị giới thiệu như vậy đó, thì cái kết quả nó như thế nào chị? Cái máy facial spa đó, cái khách hàng của mình có những người á, cái máy facial spa chủ yếu nó là nâng cơ ha. Cho nên á là có những người là khách hàng của mình rất là thích đó, là bởi vì á là tuổi mình lớn á, có những người hay cái khuôn mặt á nó hay bị chảy xệ nè, hay là ví dụ như là nó có những cái vết nám rồi đó, thì á thường thường á mình hướng dẫn khách hàng á là khi mua xong rồi á là mình FaceTime để mà mình chỉ cho cái khách hàng mình đi cho nó đúng cách á, tại vì khi đúng cách thì cái hiệu quả nó nhiều hơn, nó được có, nó nhanh hơn, nó rõ ràng hơn. Thì giống như cái này vậy nè, hồi xưa là cái khuôn mặt mình nó tròn hơn bây giờ thì nó gọn hơn, với lại cái da đó nhiều khi mình lớn tuổi nó bủng bủng nè, thì bây giờ nó săn hơn một tí xíu, nó săn chắc lên, nó săn chắc, mình thấy gọn luôn vậy đó. Thì cái máy sau khi mình rửa mặt thì cái facial spa là mình rất là ghiền, tại vì là khi mà làm xong nhiều khi mình thức khuya, mình có những công việc ban đêm á, thì mình thấy nó có những cái dấu chấm chấm mà giống như là cái vết nám như vậy đó, thì mình đi một lần là nó cũng mờ đi cái vết nám ấy chứ. Yeah. Và khách hàng của mình nó dùng rất là thích, tại vì sau khi mà đi thì cái da mình nó được cải thiện hơn, nó Lumi Spa kết hợp với cái này nó trắng sáng, nó làm cho làn da mình nó mịn màng hơn, nó săn chắc hơn. Yeah. Yeah. À, chị Muối hồi nãy chị Muối có đề cập về vấn đề nám phải không chị Muối? Em nghe chị mới nói là cái vấn đề mà cái nám nó đi là sao vậy? Đúng rồi. Mấy cái chấm nám trên này mình nè, nó từ từ nó lợt đi đó. Uh-huh. Xài thấy nó lợt đi. Nhưng mà nói chung là mình không phải xài bổ sung ở bên trong nữa, thì nó mới thấy rõ kìa. Em thì em mê cái máy này lắm, tại vì chị thấy là mình mỏi mệt á, tại vì nói đi mình thức dậy sớm rồi mình đi chơi suốt rồi nắng gió vậy đó, nhưng mà cái máy này nó giúp cho mình lắm. Nó làm sau khi mà đi xong là mình làm xong cái này nè, 5-10 phút là mình thấy là nó khác hẳn à, cái da mặt mình thấy nó tươi trẻ hơn, nó căng hơn, mà nó lấy lại cái sự mà khỏe mạnh á. Chứ nếu không là cái mặt, nếu mà các anh chị để ý thì mình đi chơi giờ thường cái mặt của mình nó rất là mệt mỏi ha. Rồi mình làm cái máy này xong mình thấy tự nhiên nó cũng có một cái gì đó nó gọi là relax đó. Nhưng mà nhắc nhở như cái mình ngủ á, như mình ngủ mình thức khuya quá, cái mình mệt quá, cái sáng mình cái mặt người mặt của mình nó bần phần, nó không có cái nổi mà cái mực sáng lên đó, khi mình dùng là lấy cái máy này mình sửa mặt mình dùng lên. À, tự nhiên gương mặt mình lại tươi sáng lại. Nó yeah. là hay chỗ đó. Dạ. Cho nên rất là thích. Giống như lăn tài cái này đi ra chỉ có không cần make up nha, chỉ một cái môi thôi, cái môi son, đánh môi son lên là đủ rồi, không cần make up, nó cũng nổi, nó nổi lên. Chạy máy này xong khỏi make up mà cũng thấy khác nữa, là tuyệt vời rồi. Vậy giống như mình đó là một người làm hiếm make up, rồi nên mình đi cái này xong rồi mình khỏi cần make up, mình chỉ cần kem dưỡng da lên là đủ rồi, chỉ cần kem dưỡng da, kem chống nắng là đủ rồi. Là đủ rồi, không cần make up, chỉ cần che cho mấy cái bỏ cái đóng cái da mình. Mình thấy chị Thủy nè, chị Thủy sử dụng cái này bao lâu rồi chị Thủy ha? Ở bên tại chị Thủy sử dụng cái máy gọi là Gravit Facial Spa đó chị Thủy. Thì cái chị đang xài cái bước đầu tiên đúng không chị? Tại vì mình có một khách hàng thì cho mình coi cái máy, nói chị ơi cái máy này là máy loại nào, tại vì khi mà chụp hình lên á thì cái máy thì giống á, nhưng mà hai cái gel thì nó khác nhau. Nó khác với cái sản phẩm ở thị trường Mỹ, mình thị trường Mỹ mình chỉ xài cái này thôi nè. Nhưng mà ở bên thị trường Canada đó là nó có hai loại kem màu trắng và cái loại gel màu xanh, đúng không chị? Thủy Miêu rồi. Thủy Miêu rồi.
tất cả các thị trường ở nước khác thì xài cái kem trắng lại trang xanh, còn ở bên Mỹ chỉ có riêng một mình Mỹ đặc biệt là xài một cái ống tiết cần bất đúng, chỉ có Mỹ là đặc biệt được xài à, và bên đó facial thì bên đây cái màu trắng lại màu xanh, màu trắng là để giống như là nó hút những cái bụi bẩn ở dưới da của mình lên á, nên đưa cái gel xuống dưới đó xong rồi nó sau đó nó hút mấy cái bãi nhờ mấy cái bụi bẩn ở dưới da, rồi còn cái màu xanh là nó trị liệu da của mình á, là nó đưa xuống dưới nó trị liệu cho da mình, nó trị giống như nó vừa nuôi dưỡng da mà trị liệu. Thank you chị. Nó mỗi một lần đi cũng 5 phút đúng không chị? Cũng 5 phút một lần đúng không? Do mình chọn bên đây giống như nó có số 1 đó là cái điện điện âm, và cái màu trắng nó cũng là âm luôn, hai cái âm âm đó là thành như nó đẩy nhau đẩy xuống dưới vậy đó. Nếu tùy theo mình, nếu mà số số 1 nó có 2 phút mà muốn của Thủy đứng rồi. Yeah, ok chị. Yeah. Thì ở bên này tụi mình cũng vậy à, thì tụi mình sẽ đi là số 4 và số 3. À, số 4 mình sẽ đi. Dạ, số 4 và số 3 đi lần đầu là số 4 rồi sau đó mình đi số 3. Thì mỗi một lần đi như vậy là 5 phút. Thì tính tổng cộng tụi mình đi là khoảng 10 phút à. 10 phút mà mình thì ở bên đây là có số số 1, số 2. Dạ. Cho mình hỏi có chị nào mà lần đầu tiên mình đi chưa quen á thì mình đi mình bấm một lần mình đi nửa mặt, hoặc là ai mà tùy theo da mình đi 2 phút đi hết cả mặt, rồi nói tóm lại đi cái máy này xong xuống thì 8 phút là cũng ok, là da nó đủ đẹp rồi đó. À, chị Trinh ơi. Dạ chị. Chị còn nhớ nếu mà mình có mụn á, mụn cám rồi á, hình như mình đi số 3 trước đúng không? À, em thì em chỉ nhớ đi số 4 với số 3 thôi chị. Dạ. À, đi số 4 với số 3 thôi. À, em chỉ có nghe nói là thí dụ như mà mình bị mụn bọc á, thì mình cũng đi thì mình thấy rõ ràng là cái ngày hôm sau cái bộ cái mụn nó cô lại đó. Không biết chị Thi nè hay là mấy chị ở đây có cái ý kiến gì hay không về vấn đề đó vậy? Cái mụn á chị. Dạ. Cái mụn á cũng cái mụn là cái máy facial hay máy lông mi vậy chị? À tại chị muối có chị muối đó là chị muối nhớ có nghe nói là cái nếu mà cái mặt mình bị mụn thì mình đi số 3 trước đó. Cho nên em không có nhớ lắm, cho nên em không biết là rồi tại vì em không nhớ mà. Ủa sao máy của mình hình như là đi con rùa hay sao nó lâu quá. Mình thấy mấy chị là xong đi lần hai mình đi lần một cáo tới cáo lui nè. Có khi nào nó hết mà Trinh không thấy nghe không? Thôi, em bị lãng đãng đó chị, em biết em bị lãng đãng. Em lãng đãng ghê luôn rồi. Tại vì mê mãi vừa nói vừa lãng không biết mình làm quên. Còn cái sóng mũi cao đó thì mình đi sát sát vô cái sóng mũi nha, ép nó vô hai bên. Để nó sẽ ép vô hai bên, ép vô hai bên, ép vô hai bên sóng cao. Cao lên. Dạ. Yeah. Như chị Lan nói là chị khỏi cần phải đi sửa mũi kìa. Nếu mà đi ngoài đây sống mũi nó thẳng nó đẹp lắm. Em thấy làm sao mà để cái mặt mình không bị bủng là em vui lắm rồi. Nếu mà hôm nay mình không dạy chị, mấy chị có thấy là hôm nay mình đang nói là các chị có thấy là mình hôm nay mình vô mình là U50 không vậy? Một lần U50 nữa nè, mấy U50 của mình hết rồi. sợ già cho nên các U phải vô mà tranh thủ với thời gian đúng không? Chống già. Không, ngày hôm qua bạn ngày hôm qua cái anh kia nói rằng chỉ có khoảng 40 thôi. Cho Thủy hỏi cái máy ở bên đó mỗi lần mình bấm số 4 xuống tới số 3 là mỗi một lần là 5 phút hả? Dạ, yeah, 5 phút. Yeah. Là 5 phút đi hết cả mặt luôn đó hả?
Yeah, cả mặt luôn. Ok, cái nào cái máy này đó là mình bấm cái máy này là mình bấm số số 1 với lại số 2, mà số 1 có là nó 2 phút thì nó đi nửa mặt, rồi sau đó mà tàu mình nửa mặt xong rồi bắt đầu bấm số 2 đi bên kia nữa là bấm lại nữa là 2 phút, coi như là cái màu trắng đi khoảng 4 phút, cái màu xanh là đi 6 phút. Và vì số 2 nó có 3 phút mà, thì hai cái cộng lại cũng là 10 phút giống như bên kia luôn. Mỗi lần đi cái nửa mặt cái đó xong rồi bấm lại nữa. Yeah. Mấy chị, mình còn cái mình quên đó nè. Mấy nay mình quên đề cập, cho khi mình cứ đi, mình cứ tự động mình đi. Các chị có để ý rằng là nếu mà các chị muốn cắt môi các của các chị mọng đẹp á, mọng như là khúc mình còn trẻ vậy đó, các chị có nhớ là mình đi bằng cái máy này không? Đúng rồi. Đi nghe cái đó luôn. Cái nói đi, mình có nhớ cái chuyện đó. Mấy chị nói đi, em để mấy chị nói đó. Nè, mấy bữa hôm nay mình quên bật mí đúng không? Mấy chị em mình quên bật mí. Chị nói đi, tại mình xong rồi mình có cái. Dạ. Dạ, mấy chị biết là đây là một cái mình không nghĩ là bí mật hay gì, bởi vì nó rất là dễ làm luôn, dễ thì đâu có gọi là bí đúng không? Thì nè, khi mà mình đi như vậy đó, mình chịu khó mà đi cái vòng miệng của mình như nè. Yeah. Thì chính ra cái này nè, nó kích thích cái môi của mình á. Tại vì các chị thấy có ai mà già môi nó mọng bao giờ đúng không? Môi thì nó lại nó không có mọng như khi mình còn trẻ nữa. Thì chính là cái máy này khi mà mình đi đó, sẵn mình đi cái mặt của mình đi vòng cái môi mình luôn nha nè. Nó làm cho cái môi của mình nó sẽ trẻ trung trở lại, nó căng trở lại, nó mọng trở lại đó các chị. Ô thì ra như vậy hả? Thì ra hình như cái môi của Lan hơi khác khác, Lan không để ý. Cái đó là tại vì tụi em cũng biết tụi em làm này, khi tụi em hình như là như mình không có ít khi mình đề cập hết mấy chị ha, hình như mình không đề cập rồi. Không mấy chị không biết hàng chim các bạn lại thì mình không có lỗi son gì, hỏi ra của mà xài cái son nhiều sao cái môi mà thấy nó khác thì ra là vậy. Không, mà chạy xong cái son á cái môi cũng đẹp lắm nha. Nha nên nó là trời, mấy chị rửa mặt rồi đó mà còn có em vẫn còn đẩy, em với chị Muối còn đang đẩy nè, còn ai đẩy giống mình không? Có chị Hạnh đang đẩy giống mình, có chị Trà My đẩy giống mình không? Yeah. Sao ba chị em mình cứ đẩy, bốn chị em mình đẩy nha. Dạ. Dạ. Còn online hả? Yes chị. Dạ chị. Ok thì sau khi mình đi cũng đi gần xong cái lần thứ hai của cái máy này rồi, thì sau khi mình đi xong như vậy thì mình rửa thật là sạch luôn, là bởi vì đây là cái lần cuối cùng mình xài gel đó, để mình đi qua cái phần một là mặt nạ, hai là cái phần dưỡng da tùy theo. Thí dụ như là cái nếu mà mình đắp mặt nạ đó, mấy chị trong này hôm nay có ai đắp mặt nạ không ta? Có làm mấy mặt nạ không? Mình hai cái không biết làm muốn cái nào. Wow, rồi chị thì nè cũng đắp mặt nạ luôn đúng không? Em thì sẽ xài dưỡng da cho nên là không biết làm cái nào. Vậy vậy ai ở trong đây, ở trên các chị nào mà đang theo dõi chương trình Facebook của chị Lan, có ai giúp chị Lan để chọn cái loại mặt nạ nào được hay không vậy? Chị Lan ơi, nếu mà chị chọn cái mà thao bát á thì chị đi máy, còn chị chọn cái mặt nạ kia thì chị đắp lên thôi. Ok, hay ăn không? Cái này đi. Đây này đi, em á, Tina thì Tina trước khi đắp cái mặt nạ Hydrating Mask á thì Tina đi một cái lớp toner. Rửa mặt sạch sẽ sau khi facial á thì là bỏ cái toner lên, tháp cái toner lên rồi sau đó mình mới đi cái hoàn mát. Wow, em á thì em sẽ xài dưỡng da ngày hôm nay. Như mấy chị thì ít khi em xài cái chương trình chủ nhật, em ít xài dưỡng mặt nạ lắm, bởi vì mặt nạ là cái mà em là lười nhất luôn á. Là có mấy hôm mà thí dụ như em không có xài cái máy này á, thì em rửa mặt em thật là sạch. Em xài toner xong á thì em đắp cái mặt nạ lên, xong cái anh leo lên giường 15-20 phút, nếu mà em lỡ em phi luôn thì mặt nạ nó nằm ở trên đó, như là cái em nhớ em lấy nó xuống. Mà em thích là đắp cái mặt nạ là như thế này nè,
Tại vì các chị biết cái mặt nạ nó có rất là nhiều cái fluid, nhiều cái chất ẩm, chất dưỡng da mà nó dư luôn á. Cho nên như vậy đó là em xài luôn cả cổ của mình nè, xài luôn cả tay, cánh tay luôn. Tại vì nó dư rất là nhiều, mình phải công nhận luôn á. Giống như em nghĩ vậy nè, không phải là mặt nạ cho cái mặt mình đâu, mà cho gần như cả nửa cái thân người của mình nó vẫn còn dư á. Cho nên là em tận dụng những cái chất dưỡng da, cái chất đó là em xài hết luôn. Ok ha. Thì em nghĩ rằng cái chương trình làm đẹp của mình nó cũng sắp sửa xong rồi. Là bởi vì sao? Cái phần này là sẽ là cái phần các chị của mình xài dưỡng da hoặc là mặt nạ. Thì trước khi mà mình chào các bạn của các chị ở trên trang Facebook á, thì các chị nếu mà chỉ cho các chị một câu thôi nha, cho em xin một câu một thời, các chị muốn nói cái điều gì mà nhắn gửi với những người bạn của các chị ở ngoài kia đang theo dõi trang Facebook vậy? Ok, Tina, Tina xin nhắn gửi là phụ nữ nào cũng muốn cho mình đẹp, không có phụ nữ nào xấu, chỉ là phụ nữ làm cho mình đẹp hơn thôi. Thành ra là Tina cũng cũng phải xin tí xíu, chứ trước đây cũng lười lắm, cho nên bây giờ phải xin tí xíu để cho nó cái da mình nó được cải thiện hơn, nó được đẹp hơn, để mà mình cứ trẻ hoài, cười hoài. Còn Thủy thì muốn nhắn nhủ lại các chị em mình hay là mấy anh cũng vậy nữa, thì mình nên dưỡng da lúc da mình nó còn khỏe mạnh, lúc da mình nó còn coi như là mình phải giữ, mình phải làm gì lúc nó còn khỏe còn trẻ. Nhắn nhủ với anh chị là đừng có quên chân làm đẹp cho mình. Ừ. Còn muối thì chỉ có lời nhắn là mình phải tự chăm sóc mình. Mình không chăm sóc mình thì không ai chăm sóc cho mình hết. Chính xác chị. Đúng khi rồi. Còn, yeah. còn có thể làm được, đừng có đợi tới lúc mình làm hết được thì chí lý. Còn Vấn thì khuyên mấy anh chị già hay trẻ cũng vậy, lúc nào cũng phải bảo vệ cái làn da của mình cho nó trẻ mãi. That's it. Cho em nói, cho em chia sẻ vài câu là tại vì cái máy này nó giúp cho da của em trong một thời gian ngắn mà rất là đẹp. Cho nên em cũng chia sẻ với tất cả các bạn đang coi live là mình còn trẻ, cho nên là mình cần phải chăm sóc da mặt của mình. Tại vì trước đây em không có chăm sóc. Từ khi em xài cái máy này thì em mới thấy là cái hiệu quả rất là nhiều, mà mình đã bỏ sót cái thời gian qua, mình không có chăm sóc da mặt của mình. Cho nên em nghĩ là bây giờ còn thời gian, mình cần phải chăm sóc. Phụ nữ nào cũng phải là cái da và cái bên ngoài rất là quan trọng. Cho nên là em nghĩ là các chị cần phải tặng cho mình một cái máy này. Ok. Để mà dạ. Để mà làm cho mình càng ngày càng trẻ, trẻ đẹp, ai ai cũng thích hết chị. Với lại mình lại có được da về nhà chồng khen là thấy thích rồi. Đó là em cái máy này em đã trải nghiệm lên em đó. Em thật sự rất 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 là cảm ơn cái máy này. Cảm ơn chị Hạnh. Trong cái live nha. À, như vậy khi mà mình trên 35 tuổi á, thì cái da của mình nó đã chảy xệ rồi, thì mình phải bảo vệ cho mình cái nó đừng có chảy xệ nữa. Và Lan á hả, là tôi trên 40 Lan mới làm là phải, quá là too late rồi phải không, nó quá là chậm rồi, quá chậm đi. Bởi vì tại sao tới lúc đó mình không có nghĩ rằng á là mình già, nhưng mà bây giờ là rất là sợ già. Cho nên có ba câu mình từng nói nha, giữ sắc thì mình phải giữ, mình giữ sắc thì mình được giữ chồng, không mình đánh phấn, không cần đánh phấn đâu. Tại sao phải đánh phấn? Không cần đánh phấn, mình dưỡng da nên cái da mình nó đẹp hơn. Đánh phấn thì nó đẹp chứ nó chỉ đẹp thôi, nó không có bằng cái mình dưỡng da. Là có đó là cái người đàn bà của mình, nếu ai muốn giữ chồng thì phải giữ sắc, như vậy thôi. Ok. Để phim mình chưa làm đấy, cứ việc vô đây thì vui vẻ lắm. Và nếu mà mình không biết, mình không hiểu, mình mới đầu tiên mình không biết, mình không hiểu, thì vô đây anh chị nào cũng dễ thương, giúp đỡ tận tình. Đó là lời thật lòng của là. Ok.
Rồi, cảm ơn chị. Mình á, thì rất là ngắn gọn, không có gì hết. Mình chỉ có một câu rất là ngắn gọn. Ông bà mình từ xưa đến nay có một câu rất là chí lý mà mình rất là thích, là nhất da nhì dáng. Bây giờ cái dáng bạn nó đẹp cách nào đi nữa mà cái da mình không đẹp thì không thể nào đẹp được, phải không các bạn? Cho nên cố gắng chăm sóc cái làn da mình cho thật là đẹp thì mình sẽ đẹp. Ok. Em cảm ơn nha, em cảm ơn tất cả các chị đẹp, bởi vì những cái lời khuyên của các chị, một lời nhắn nhủ của các anh chị đó, đó là cái từ cái mà hiệu quả và các chị đang được trải nghiệm và các chị đang có một cái mang lại một cái điều mà các chị cảm thấy rất là hạnh phúc để chia sẻ cho người khác. Thì cũng như là mình đã làm cái việc này mỗi một cái tối chủ nhật, mục đích là mình cùng nhau làm đẹp, mình cùng nhau chia sẻ, và mình đâu biết rằng ai ngoài nhiều người như các chị phụ nữ của mình trước đây đó, hay là mình trước đây mình đã không biết qua, hoặc là mình không tin vào trong cái sản phẩm này, cho nên qua một cái thời gian khi mà mình sử dụng rồi, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, mình rất là tự tin, bởi vì nó hiệu quả trước nhãn, mình gọi là dùng chữ nhãn tiền thì không biết dùng sao, tại vì chị Thi Nào Minh Châu thì chỉ văn chương hơn mình đúng không? Thì chính xác là khi mà mình vừa vui nè, mình vừa đẹp nè, mình vừa hiệu quả, và mình mang cái điều đó cho nhiều người, những người mà thật sự có cái nhu cầu. Nhiều khi mình không biết cái sản phẩm nào tốt, mình không biết xài bằng cách nào, và mình không thấy những người xung quanh mình ai là người có hiệu quả, thì những bạn của các chị xem cái chương trình hôm nay sẽ thấy, đó, thấy các chị giống như bạn của mình cũng thấy mình hàng ngày, bạn của các chị cũng thấy các chị hàng ngày. Và đây là một cái điều mà mình muốn chia sẻ đến mọi người. Một lần nữa thì mình cảm ơn các chị đã bỏ thời gian không làm một mình mà lên đây làm cùng nhau. Và mình sẽ hẹn lại mọi người chủ nhật tuần sau cũng khoảng thời gian 9 giờ nha. Rồi mình chào các chị nha, chào các chị đẹp. Xin chào. Bye bye, bye. Anh chị nào cũng muốn tham gia thì nhắn tin cho mấy chị đẹp đây nha. Để mình chút nha mấy chị. Để mình tí nha. Mình đang để chút xíu. Mình tắt cái này nha.